Vi Thỏ, Hồng Thái, người ấy là ai? Thời gian này không nhắc về nhau, đàn gái đáp trả tin kết hôn. Mới đây, nữ CEO trong lĩnh vực làm đẹp Vi Thỏ gây chú ý, chia sẻ đoạn clip ngọt liệm cùng chàng trai được xe duyên cùng ở người ấy là ai, Nguyễn Hồng Thái, trợ lý huấn luyện của một chương trình đào tạo kỹ năng phần mềm thông qua các trải nghiệm thực tế. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cặp đôi hẹn hò sau khi chương trình lên sóng. Đặc biệt, Vi Thỏ còn đăng kèm bức ảnh chính cô và Hồng Thái cưỡi xe máy và trên tay là tờ giấy đăng ký kết hôn. Các bác định đốt cháy giai đoạn cho chúng tôi à? Nữ CEO đính cùng clip. Tuy nhiên, hình ảnh trên thực chất được chế từ bức ảnh Diệu Nhi, Anh Tú công khai kết hôn trước đó, chứ không có chuyện Vi Thỏ, Hồng Thái sắp về chung một nhà như đồn đoán. Vi Thỏ và Hồng Thái là cặp đôi nhận được nhiều chú ý sau tập cuối Người Ấy Là Ai 2022. Tại đây, nữ CEO xinh đẹp đã chinh phục được trái tim chàng trợ lý, khiến anh quyết định trao hoa để bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về nhau. Đến với tập cuối Người Ấy Là Ai, năm cô gái xinh đẹp xuất hiện trên sân khấu khiến khán giả phấn khích. Đó là nữ người mẫu, diễn viên Thìn Bùi, nữ founder trẻ tuổi Anh Thư, cô gái mang nét ngọt ngào, nhẹ nhàng, Uyển Chi, Vi Thỏ có nét tinh nghịch và cuối cùng là Minh Minh, cô gái cá tính. Nhập cuộc chặng đầu tiên khi phải đưa ra quyết định để một cô gái dừng bước, Hồng Thái đã chọn Anh Thư vì anh cho rằng cô gái mang đậm nét cá tính nên chưa phải người phù hợp với anh. Nam chính cảm nhận cô nàng hiện đã có chủ hoặc LGBT. Bước đến vòng lộ diện, Anh Thư không nằm ngoài tầm dự đoán của mọi người khi cô thuộc nhóm L trong LGBT và hiện tại đã có chủ. Đi ngược với sự lựa chọn của anh, ban cố vấn lại đưa ra màu xanh, độc thân mới chính là màu của Uyển Chi. Riêng Ngô Kiến Huy lựa chọn màu tím LGBT, nhưng rất tiếc Uyển Chi lại lộ diện với màu xanh độc thân. Người tự nhận có lỗi lớn nhất ngay lúc này chính là Ngô Kiến Huy khi anh đã lựa chọn sai. Đến phần hashtag của ba cô gái váy trắng xinh đẹp, điểm cộng lớn dành cho ban cố vấn đều ra sức đặt câu hỏi để khai thác thêm manh mối. Sau phần đặt câu hỏi, tất cả mọi người ngồi lại để chia sẻ những cảm nhận giúp nam chính đưa ra quyết định trao hoa đúng đắn. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là cảm xúc của chàng trai sẽ đồng điệu với ai khi đứng cạnh một trong ba cô gái. Và cuối cùng, Hồng Thái quyết định trao hoa cho Vi Thỏ. Thìn Bùi là cái tên bước ra đầu tiên với phần lộ diện của mình, cô hiện đang màu đỏ, có chủ. Sau câu chuyện tình yêu đầy năng lượng của Thìn Bùi, Minh Minh là cô gái tiếp theo bước đến phần lộ diện. Đúng như dự đoán, Minh Minh xuất hiện khi cô đang mang màu tím và đã có một nửa kia. Mọi sự chờ đợi đều xứng đáng với Hồng Thái, Vi Thỏ chính thức mang màu xanh độc thân. Ai nấy đều bày tỏ niềm vui trước sự chốt đơn đúng người của nam chính. Sau khi được hỏi về cảm xúc của Vi Thỏ khi thấy nam chính thì cô liền trả lời đây thật sự là cu của mình và cảm nhận được Hồng Thái duyên suốt chương trình rất hiền lành. Nữ cực phẩm còn cho biết cô là một người cũng khá hiền. Nam chính cũng bày tỏ anh rất ấn tượng với bề ngoài của Vi Thỏ và tính cách hay cười, nhiều năng lượng của cô. Anh cũng hy vọng trên chặng đường sắp tới cả hai có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Sau khi trở về từ chương trình, cặp đôi cũng đã có những buổi hẹn hò thân mật. Trên trang cá nhân, Vi Thỏ, Hồng Thái cũng thường xuyên phát cẩu lương khiến dân tình ghen tị. Tuy nhiên, thời gian này cả hai cũng không còn nhắc quá nhiều về nhau như trước đây. Thank you.